cái món quà của một người bạn phương xa tặng cho Quốc. Phan cắt một dấu cắt là phải 1000 like cắt một đường. Khôi, 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 khôi. Ôi, bự dữ. Để cái mông nó có lông á. Mông nó có lông á. Cái đít nó, cái đít nó màu đỏ nha anh em ơi. Cái đít nó màu đỏ. Nó một dòng khá là ù lì. Nó còn được một cái biệt danh gọi là kiến heo. Nếu như kiếm được một bài có chúa thì rất là hiếm. Cái vai trò của Queen nó không quan trọng như những bài khác. Có cái bạn này là đang như thế nào mình chưa rõ nè. Nhìn thấy được màu sắc, nhìn thấy được ánh sáng cho nên là nó cũng dễ bị kích động bởi những cái yếu tố bên ngoài. À, coi như là xịt hơi cay rồi hả? Này bị cắn cái thành Ant-Man không ta? Dạ, đi phớt cọng cỏ thôi là nó cắn anh bấy bá rồi. Ồ, nó xịt acid nè, bạn Bu nói nè. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Vẫn còn vòng vòng ở đây, chưa có thoát ra được cái đường Nguyễn Đình Chiểu này các bạn. Đúng rồi, hay giữ Nam ở đây. Hiện nay là 7:10 rồi, là anh em tụi mình làm việc từ 1:30 trưa tới bây giờ là 7:10 rồi, vẫn còn đang làm. Ok mọi người, mình vẫn đang ở nhà Quốc và Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái dòng bet khác nữa, một cái dòng bet mà Quốc đang chơi cũng như là một cái món quà của một người bạn phương xa tặng cho Quốc, thì Quốc sẽ unbox ngay tại đây trên cái clip này của mình luôn, thì mọi người cùng coi như là quà chung cái cảm xúc mở quà luôn ha, tại đây cũng mới tin luôn, mới cáo luôn, chưa biết trong này có gì luôn. Dạ. Rồi ok. Okay, em chia sẻ chút xíu về cái món quà này cũng như là cái người bạn tặng đi. Dạ. Thì thực ra thì nếu như mà anh em có theo dõi kênh của anh Nam á thì biết anh Nam cũng đang bị dính vô một cái đam mê mới, đó là cái đam mê về kiến. Đó, thì bản thân mình cũng dính mọi người. Dính nhưng mà thực ra là dính không phải là do mình, nghĩa là không phải là mình là người trực tiếp bị dính, mà mình hướng một người em, nghĩa là em ruột của mình á, vô, nhưng mà sau đó tự nhiên cái nó thì chưa kịp dính thì mình đã dính trước nó rồi. Yếu quá, sa ngã quá. Yếu quá. Tính dụ người ta mà người ta chưa sa ngã mình sa ngã. Thì cũng nghĩa là cũng rất là thấy nháy những cái dòng kiến cũng rất là thú vị, đặc biệt là những cái dòng kiến của Việt Nam. Thì có quen một cái người em ở ngoài miền Bắc, thì bạn đó tên là Việt Hoàng. Thì cảm ơn Hoàng đã tặng mình cái bài này ha. Chúc em là có một cái năm học thật là hấp dẫn, thú vị, và cũng như là sắp tới là sẽ có cái kỳ thi quan trọng, là mong em là sẽ vượt qua được kỳ thi và đạt điểm số cao nhất ha. Okay, ồ em. Cái nét này mà chưa khui luôn hả? Dạ không, nét này chưa lột garanti luôn hay là nó đục vậy? Không, em tính để vậy luôn anh. À đó, thì giới thiệu mọi người, đây là cái nét ha, cái tăng mình chuẩn bị thì nói chung cũng đơn giản thôi. Thì cái này là cái tháp đựng mật, tháp đựng mật nước mật, cái này không qua được nha. Mật không qua được anh. À, mật nó đặc quá, nó không có chảy xuống cái lỗ này. Không biết là cái của anh nó bị lỗi hay sao mà anh. Không, của em được luôn. Bình thường luôn hả? Bình thường. Vậy cái của anh nó bị lỗi rồi. Nước nó cũng xuống, nước nó gõ gõ nè, với lại gà rỗng lỏng vậy nè. Nó thì mới nước chảy được, còn anh gà chặt vô vậy nó không xuống được luôn. Vậy chắc của anh nó bị lỗi. Của em là hôm bữa là em lỡ, em vẫy một cái là nó văng nước ra luôn. Đó, cho nên là nó vẫn xuống đây được. Ok. Thì mật các để lát nữa em đem lên thì em sẽ đổ vô sau. Mật hoặc là nước đường nha anh em. Dạ, nước đường. Cái này thì là nước ha, mình chuẩn bị cỡ gần 5ml thôi. Gần 5ml. Ok, thì bây giờ mình sẽ unbox xem là cái dòng kiến này là dòng kiến gì ha. Thì okay. Cũng nói chung mình cũng chưa biết là dòng gì. Và thứ hai nữa là mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ lắm. Thì sẵn đây mình cũng sẽ chia sẻ với anh em luôn. Cái này Hoàng chị nói với mình là dòng kiến dành cho newbie thôi. Newbie á? Dạ. Ok anh em. Like đi anh em ơi, like đi. Khoan cắt, một dấu cắt là phải 1000 like cắt một đường. Này chơi khuya quá. Anh em like lẹ đi anh em. Chứ anh em bê lắm rồi. Anh em đây bê. Ok bê. Anh em nhớ bấm like nha. Chúng ta đang tìm hiểu về dòng kiến nha anh em. Kiến là một môn côn trùng rất là thú vị luôn. Tại vì mình có dịp chia sẻ rồi. Kiến đó là cái xã hội thu nhỏ, trong đó nó có nhiều thành phần, nó có người đứng đầu, người điều hành, có những cái worker, có nhiều thành phần trong xã hội. Tất cả những thành phần đó đều hoạt động để mà xây dựng cái tổ kiến, xây dựng cái nét, xây quanh một cái nhân vật gọi là quyền lực nhất của tổ kiến, đó là con Queen. Để phục vụ cho nó, thì mình mê cái dòng kiến là tại vì cái tính xã hội của nó. Nó làm việc gọi là việc nhóm, có tổ chức rất là hay. Và nếu mà nói trong dòng thú thì nếu mà nói về động vật á thì chắc đâu còn có con nào mà có tổ chức xã hội cao như con kiến. Kiến, ong, mối. Mối đó là những cái đó là những ba dòng đó đó. Dạ. Và những cái dòng tương tự vậy. Nên dạ, là nó có tổ chức xã hội. Dạ. Còn ví dụ như
cọp hay là linh dương hay nai bò rừng gì, nó là một cái giống như một cái cộng đồng thôi chứ nó không có con đầu đàn, nó không có thủ lĩnh như cái này. Hổ thì là loài sống đơn độc ha. Ví dụ như là sư tử, chứ nãy tôi nói sư tử chứ sư tử thì là nó cái cấu trúc của bầy đàn của nó khá đơn giản, chỉ có một con đầu đàn và những cái con cái còn lại chỉ là để phục vụ nó thôi. Đó thì nó giống như là cái là vừa để sinh sản và cái thứ hai đó là để bảo vệ cái lãnh thổ của cái đàn đó. Đó, ví dụ như bò tót rồi một đàn đó ha, có khi cả triệu con, nhưng mà nó gọi là chắc có con đầu đàn thôi. Với lại kiểu ví dụ như là linh dương, ngựa vằn, rồi ví dụ những cái con bò đó thì là nó chỉ là theo cái kiểu là, nếu như mà anh em nói đúng hơn là nó chỉ lợi dụng nhau thôi. Nghĩa là tụi nó chỉ lợi dụng một cái số lượng lớn để thứ nhất là cảnh giác kẻ địch, cái thứ hai nữa là di chuyển, nghĩa là con này di chuyển hay con kia cứ di chuyển theo, cứ lần lần theo vậy. Tì đè nhau, đứng tì đè nhau. Chứ nếu như mà bản thân mà tụi nó là theo cái một cái cộng đồng xã hội phân theo kiểu giống như bầy kiến hay bầy mối đi, thì là nếu như mà bị một con gì đó tấn công thì chắc chắn tụi nó phải bảo vệ nhau. Chứ không phải là con này chạy, con kia cũng chạy theo, cũng chạy luôn. Thì cái điều đó là mọi người có thể thấy rõ. Đó, còn kiến thì nó phân cấp xã hội, nó có con queen. Con queen là linh hồn của cái tổ. Anh em lưu ý, nếu mà anh em chơi kiến á, mà con queen nó đi bụi thì cả đàn nó sẽ rụng từ từ luôn. Nó rụng đây á, không phải là nó coi như là cái sự sập phát liền. Triển của nó như vậy nè, nó không phải là nó sụp liền hoặc là nó bị nó gọi là tự xử rồi nó này nọ, mà là cái tuổi thọ con kiến á, thì nó có cái tuổi thọ nó ngắn. Cái con queen á, là nó có chức năng đẻ ra những con mới, để cái tổ đó con này đi thì con kia sinh ra, con mới nó sinh ra thì cái tổ nó tuần hoàn như vậy đó. Thì các bạn tưởng tượng khi mà con queen là cái con mà có thể đẻ ra gọi là ấu, để cái ấu mà nó đi bụi rồi thì những cái con worker rồi con thợ con này nọ dưới nó sẽ rụng từ 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 đi, thì không có một cái con queen nào để sinh sản ra một cái bầy mới cả, cho nên là cái bầy của nó sẽ rụng từ 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 từ. Ok không? Dạ đúng rồi. Đó, nó là như vậy ha. Ok thì chuẩn bị nha mọi người. Thôi bự dữ. Dạ. Ai dữ rồi nha. Ok thì đây, cái này là tin nhắn của bạn Lê Việt Hoàng gửi mình ha. Thì mình có hỏi bạn về thông tin của loài này, thì đây là một dòng pseudo Neovonera Rufibet. Đó thì là mọi người hay gọi nó là Rufi á, tên viết tắt. Thì đây là một dòng cũng của Việt Nam mình ha mọi người. Bự rất ra. Là to, dạ, rất là to. Săn cắt cỡ săn rưỡi, săn 2, dạ. Săn 3. Này chắc em phải lấy cái thao. Đúng không? Chứ em đổ đây nó rớt lum, em đổ từng đây nó từng cục đây nè. Dạ. Này chắc để lấy cái gì ta? Có cái thao thao sâu, thao dán gì nữa trước đó. Để em lấy cái này đi, cái móc này được ta. Ừ. Ok, chắc lấy tạm đi. Rồi, rồi. Này tạm thôi nha mọi người. Xưa nuôi tôm. Đó này đúng rồi, xưa chui lên cái hồ nuôi tôm. Nuôi tôm. Ok, cái này sẽ. Anh em cho xin like nha. Cho xin like mình cắt băng keo. 1000 like cắt một đoạn, một đầu. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Này chắc cắt kiểu này thôi tốt. 1000 một cắt chắc tốt. Bấm like nha anh em ơi, bấm like, bấm like cho vui. Đông anh em coi mà. Má bao nhiêu anh em đang coi? 200 người. 200 người anh em đang coi. Mà anh em cho like đây. Gửi từ Hà Nội vô đi cũng mấy ngày ha, mà thấy cũng còn khỏe quá. Dạ có 3 ngày. Từ thứ hai chứ. Hai ngày. Trời đây ha. Thấy cũng còn khỏe mạnh quá. Dạ. Cái cục này là cục bông gòn anh em, cục bông gòn này là để cung cấp độ ẩm đó. Và nó sẽ uống nước. Dạ. Qua chỗ này. Đây cũng khá là to. Để to đó, anh thấy to đó. Có một số bé thì đã đi bụi. Đành chịu rồi. Dạ, cái này thì mình thực ra không thể tránh khỏi được, cái này mình cũng đã lường trước được. Cái này nó bự cỡ gấp rưỡi con kiến vàng của mình đó anh em. Con màu đen đẹp ha. Đẹp không? Cái nhung hay sao? Nhung hả? Có lông không? Đấy, cái mông nó có lông à. Mông nó có lông á. Đây nè, đây nè, cái cục này là nhiều nè. Đó, dưới đây nè. Đó. Thằng bé này thì phê chưa anh em? Ok thì để Hoàng có gửi cho em một số cái thông tin về cái dòng này thì để em chia sẻ lại. Cái đít nó màu đỏ nha anh em ơi, cái đít nó màu đỏ. Dạ.
và nó hơi có lông, có lông lông tơ á. Dạ. Như lông lông của nhện đồ này nọ đó. Thì cái dòng này thì là Hoàng nói là nó một dòng khá là ù lì. Khá là ù lì thì nó còn được một cái biệt danh gọi là kiến heo. Kiến heo à. Dạ, kiến heo. Đó thì nó em cũng tìm hiểu qua thì cái dòng này nó săn mồi cũng khá là chậm chứ không phải là nó có thể rượt kịp cái con mồi cho nên là một số keeper thì khuyên là mình nên cho ăn mồi ngủm. Dạ đúng rồi. Anh nhắc giùm em, anh biết thế nào anh mà không nhắc thế nào em cũng nhầm. Rồi. ok ok. À, đây là một cái dòng khác với hồi nãy anh Nam có chia sẻ là cái linh hồn của một bầy kiến là con chúa, thì cái dòng này á nó lại không quá cần chúa ha. Ồ. Nó nghĩa là có, nếu như kiếm được một bầy có chúa thì rất là hiếm. Thường thì sẽ là một cái tầng lớp khác nữa, đó là Gamergate. Thì Gamergate này là dạng giống như là kiến thợ nó đẻ vậy đó. Ồ. Kiến thợ đẻ nó sẽ phối với là một con kiến đực, thì con kiến thợ đó nó sẽ đẻ chứ không phải là một con kiến chúa. À hay dữ vậy ta. Dạ. Coi như là không cần queen luôn. Không cần queen. Nhưng mà nó vẫn có queen nhưng vẫn, mà vẫn nhưng mà cái vai trò của queen nó tương tự. Nó không quan trọng như những bài khác. Dạ. Nhưng những dòng khác đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Và thường những cái bài có queen nó sẽ khá là cao tiền. Ồ. Sẽ khá là cao và khá là hiếm. Ồ. Không được đâu. Ồ. Này nó bị ok, để lát em bỏ đồ bỏ vô cũng được. Ok. Nhưng mà anh thấy cũng khá nhiều á, vô cái tổ này nó nhỏ không, vô cái nét này nhỏ quá không? Ờ, tại vì cái tăng này á là anh cái anh mà đưa cho em cái tăng này á là nói là có thể lên tới gần 60 con kiến lận. 60 con kiến. Dạ, nhưng mà nhiều khi con kiến size nhỏ sao, còn kiến này size gấp 3 gấp 4 lần con kiến người ta nói. Không, tại vì em cũng có báo với ảnh là cái dòng mà em sẽ nuôi rồi. À, dạ, à. Cho nên là anh nói là cái này là ok rồi. Ừ. Em chuẩn bị cái ống nước đó để em bơm vô nét hả? Vô luôn. Này dạ. Phải không? Dạ đúng rồi, ngay cái lỗ đó. Đâu bước bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ chuẩn bị trước cái tăng bơm nước vô cái nét này cái bơm nước này vô là nó sẽ cung cấp độ ẩm cho cái nét nha các bạn. Okay. Thì người ta thiết kế cái nét nó sẽ có cái lỗ đây nè. Đâu cao dữ vậy? Anh nghĩ đâu có bơm nước đâu cao dữ vậy? Chắc phải kiếm một cái lỗ nào đó rồi. Đúng rồi. Bên đây. Có khi nào em chưa có lột tờ giấy đó ra không? Cái lỗ người ta bị nằm cái lỗ thì nằm trên tờ giấy. Hay là vậy ta? Ở tăng này nhiêu tiền? Tăng này nhiêu em? Tăng này hả? À, hình như là 400 mấy anh. Ừ. Nó không nhớ lắm. Kìa con kiến nó kìa, nó rớt ra ngoài. Kiến hôi. Kiến đó mà bỏ vô là banh đàn luôn. Có nhiều con nó sợ cái mùi con kiến hôi vậy ta. Con lớn luôn mà nó sợ cái mùi con kiến hôi á. Dạ. Hình như đúng là ở chỗ đó luôn anh. Ờ để anh coi. Đúng không? Cái lỗ này làm gì? À đúng rồi, nó bơm nước vô đây hả? Bơm nước vô đó. Rồi. Mình thử coi. Thấy lên nước không? Lên cái ống ra đây nè. Có rồi, không thấy nước chảy ra ngoài mà bơm vô là ok rồi. Dạ. Ôi. Cái này gọi là cái tăng nha các bạn. Nguyên cái này nè là cái tăng. Cái tăng nó gồm hai phần. Cái khu vực mà cho khiến bò ra ngoài này người ta gọi là hour. Còn cái khu vực là nó đẻ trứng bên này nè thì người ta gọi là nest. Tổ, cái tổ. Dạ đúng rồi. Đây cái này gọi là cái nest, cái tổ. Này là hour. À, còn nguyên cái tổng thể hai bộ phận này ta gọi là cái tăng. Okay. Rồi. Cái này em có vô nước đường không? Dạ. Này tính sao đi ha. Nó tính sao đi. Sao đi. Rồi giờ mình bắt tay hay sao? Đâu em cầm tờ giấy để vô. Chắc bún để nó xuống luôn rồi. Ừ. Bún để nó xuống. Cũng to. Tại vì em cũng chưa hình dung là nó to như thế nào. To. Con này thấy cũng nguy hiểm mà này gọi quá. Để lên em lấy cái nhíp cái. Ờ đúng rồi, phải có đồ nghề. Lấy cái nhíp. Khá to bạn, kiến khá to. Không, bây giờ mình phải lấy mấy tờ giấy này ra trước đi. Để mấy tờ giấy này đâu có thấy đường. Người nước ngoài á thì người ta thích mấy cái dòng kiến của Việt Nam. Đó.
Nói chung là gọi là cái gì ta, bụt nhà ông Thiên, cứ người nước này thích chơi đồ của người nước kia. Hổ này mình được tặng cho nên mình cũng không rõ tặng. Rồi ơi. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà dành cho anh em newbie thì chắc cũng không mắc lắm ha. Dạ. Chắc cỡ chắc cũng phải 3-4 xị gì đó anh em. Dạ. Nhưng mà mình thấy được á, tại ký này nó to. Dạ. Mình thích mấy con to to. Lưu ý nên diệt kiến hôi trước khi chơi nha mọi người. À. Đúng rồi. Đúng rồi, nhớ diệt kiến hôi nha anh em. Nghe nó sợ á. Như có ai nhắc hả? Có anh em nào biết chơi? Nghe mùi. Tính ra cũng khỏe chứ, anh em vận chuyển 3 ngày. Dạ. Cũng thấy đóng bình thường cái hộp vậy thôi. Thì đóng bình thường trong cái hộp như vậy thì phía shipper mình nghĩ chắc cũng người ta nhìn vậy người ta cũng tưởng là đồ bình thường, đóng gói thì người ta cũng quăng quật đồ này nọ mà thấy cũng im, sức khỏe tốt ha. Dạ đúng rồi, thấy cũng thấy mạnh á, cũng có mất mát nhưng mà cũng không ít à, anh thấy ít à. Dạ. Tất nhiên là có hao rồi, toàn lê ghẻ sữa còn không á? Còn em ơi. Còn em bấm vô TikTok shop, bấm vô cái shop là có em nha. Anh mới làm mẻ mới luôn em ơi, hàng nóng ngon, mới cáo luôn. Vô shop á Toàn ơi. Toàn Lê. Toàn Lê, em đặt từ trước Tết, không thấy vào. Oh. Trước Tết hả, coi chừng đâu có em. Vậy giờ em đặt lại giùm anh đi, nhiều khi lúc đó cái app nó bị man á, đông quá. Hồi Tết này cái TikTok nó gọi là nó đóng cái shop sớm lắm. Tại vì nó giao hàng không kịp á. Vô bấm lại giùm anh nha Toàn ơi. Nhưng mà mình nãy giờ mình vẫn chưa phân biệt được con nào con queen nè. Dạ đúng rồi. Thấy cái kiểu hình bên ngoài nó giống nhau quá các bạn. Dạ. Từ cái size cho tới nó không có màu sắc hay là một cái dấu hiệu gì để mình có thể phân biệt queen và worker hay là này nọ các thứ nữa. Ồ cái đó hơi mạnh tay hả? đang nương. Có giao được tới cái bè Tiền Giang không? Được nha, được anh em ơi. Nhưng mà mình anh em muốn chơi á thì anh em IB mình chỉ cho anh em shop chứ mình cũng không có bán đó nha anh em ơi, chỉ cho anh em chỗ shop bán. Cho kiến ăn gì vậy? Kiến hả? Kiến thì thường mình nó sẽ ăn dế và dubia, anh em thì khuyên nên cho ăn dán dubia hơn. Thì dán dubia là dán gì thì anh em có thể coi các clip cũ của mình cách đây khoảng một hai ngày gì đó, hai ngày trước. Hôm nay, hôm qua là clip mèo, hai ngày trước là anh em sẽ thấy cái dán dubia, một loại dán rất là nhiều dinh dưỡng, dễ chăm, khỏe mạnh, không hôi, không bay khắp nhà. Ok. Rồi xong. Đây. Hỏi Quốc có phải rich kid không anh Nam, thấy con gì cũng nuôi. Không có đâu mọi người. Không phải là rich kid nhưng mà đam mê chơi và tìm hiểu, quan trọng là tìm hiểu á các bạn, nuôi nhiều. Được tài trợ. Cái này được tài trợ. Nuôi nhiều á nhưng mà lại không tìm hiểu á thì cũng không hay đâu. Nuôi đập dập lắm, còn Quốc cái là nuôi mà tìm hiểu. Em cái chỗ này người ta để cho thoáng khí mà em chơi em không chịu lột ra thì sao nó thở em. Cái này lột khó mà nó kiểu nó bị dán dính vô đây nè. Ừ. Đó. Không em lột mặt trên mà. Có, mặt trên em lột rồi. Nè. À. Nhưng mà cái chỗ này người ta để làm thoáng khí mà em chơi em che luôn rồi lấy gì nó thở. Nó thoáng mà. Thoáng hả? Thoáng. Dán kỹ quá. Dạ. Cái này là của cái tăng này của Trung Quốc. À. Tăng này của bên Trung Quốc chứ không phải của Việt Nam làm. À, đúng ra các bạn cái tăng này á, cái tăng này nếu đúng á là đột hai bên đang sẽ lột ra hết. Yeah.
nhưng mà quất chưa có lột. Lý do là tụi này nó cũng dễ bị stress đó, thì trong thời gian đầu quất sẽ để đúng không, ý của em là vậy phải không, để cho nó đừng có bị cái không gian bên ngoài nó làm cho nó hoảng loạn đó. Đây mọi người có thể ngắm nhìn, đây tụi nó đã bắt đầu bò vô nét, bắt đầu bò vô nét đây nè đó. Hồi nãy chỗ này có một cái chỗ bơm bơm nước cấp ẩm cho cái nét chỗ này, khu vực này ha, tụi nó cũng rất là cần á. Có cái bạn này là đang như thế nào mình chưa rõ nè. À, thì bạn nó đang chơi ngửa bụng đồ này nọ. Thì cái dòng kiến này nó có cần nước đường không? Thì theo như Hoàng chia sẻ thì là cần anh. Cần nó á. Cần và nó cũng cần đạm nữa. Đạm thì đạm. Phải cho ăn thêm vô. Dạ đúng rồi. Thôi nãy tưởng không vừa nhưng mà giờ vô đây thấy nó gọn gàng ha. Dạ. Này thực ra theo như em biết á, thì có một số người chia sẻ là kiến thì không có cần phải sử dụng tăng quá rộng. Nghĩa là quá rộng thì nó sẽ bị một thời gian nó sẽ bị stress anh, kiểu như không gian nó quá thoáng cho cái tổ. Ừ. Đó. Rồi gì đó Hoàng còn chia sẻ gì hay về dòng kiến này nữa không? Anh thấy kiến này bự cũng đẹp ghê chứ. Dạ. Đít nó đỏ, bạn đít đỏ. Thì Hoàng có bảo là đó đít cắn, đỏ, đít đỏ có lòng. Cắn khá là đau à? Cắn khá là đau, tại nó cũng 8/10. Ồ, con kiến này nó đen mung đẹp luôn á. Đen mung á, nó đen như cục than á. Mà cái đít nó màu đỏ, nó có lông trắng trắng nữa. Hay á. Anh thấy cái càng nó không bự lắm mà cắn đau lắm hết ta. Dạ. Hoàng cũng có chia sẻ là một bầy mà gồm cả kiến chúa khi bắt ngoài tự nhiên sẽ đắt hơn do tỷ lệ con chúa trong đàn chưa tới 20%. Ồ. Dạ. Đó, đẹp. Nên là đó lý do tại sao mà nãy giờ anh em mình vẫn chưa có phân biệt được con nào là con chúa là vậy á, tại vì mình không biết con nào ấy. Mà nhiều khi không có luôn. Dạ em sợ không có luôn, nó chỉ có gamma thôi. Ừ. Đẹp ha, đẹp á. Hợp lý á. Thì thực sự mà theo như bản thân em suy nghĩ trong cái bộ môn này á, thì không phải là mình cứ mua kiến mà mất tiền. Ừ. Vậy em vẫn có thể chơi những dòng như thế này, anh em cứ có chi lại thì đúng em rồi. Vẫn sẽ có những cái clip review sắp tới, đúng rồi. Trải nghiệm. Dạ. Anh thì tại vì anh thích con bự. Dạ, có rồi. Nhiều con nó màu nó cũng đỏ đỏ đẹp đẹp nhưng mà nó nhỏ quá nhìn không phê, anh thích. Dạ. Con bự. Con nào phải bự nhìn cho sướng. Con này cũng bự. Con này bự á, cỡ này là vừa chơi, hình như con này bự hơn chắp trâu. Ba bự hơn chắp trâu nhiều. Bự hơn chắp trâu. Con này cỡ nhỏ hơn xiên bằng chút xíu, nhỏ hơn. Cỡ 1.2-1.3 đi. Ừ, 1.2-1.3. Rồi tăng á, chắc em cũng chưa tìm hiểu ha, tăng nó có loại tăng nằm, có loại tăng đứng. Dạ, em có tìm rồi, hiểu có. Đó không? Dạ, có tìm hiểu là cái đó dành cho dòng nào, dòng nào? Ờ, ví dụ như mà em nghe thì là cũng những cái dòng tăng nằm như nè, cho những dòng mà không, nghĩa là nó ít leo. Ít leo hơn, ít bám kiến. Còn ví dụ như những cái dòng mà leo, ví dụ như cái con bully của em á. Con bully thì bữa là anh Nhật Nguyễn bên tăng kiến hình như đưa sai cái loại tăng hay sao đó. Tụi nó chui vô cái hộp thức ăn hết. Ừ. Thì cái lúc đó em phải xử lý là bằng cách là em bỏ một số những cái lá khô vô để nó tụi nó chui vô để tụi nó làm tổ trong đó. Ừ. Là coi như cái phần nét này là bỏ luôn á, tụi nó không có đụng vô. À, cái đó là kiến giống như leo trên cây hả? Leo trên cây và tụi nó sẽ sử dụng cái tơ của con ấu trùng để mà tụi nó dạ thành tổ. Ồ. Dạ. Mà tụi nó leo rất là cái hay. Đó là dòng gì? Bolivet. Thì Bolivet. Cái đó mà anh em mà có thể tìm á. Khá cũng cái dòng đó cũng dành cho newbie luôn nhưng mà kích thước sẽ nhỏ hơn. Ừ. Và cái dòng đó có một cái điểm rất là hay đó là nó cắn không đau. Cắn không đau à? Dạ, ví dụ như anh em có cầm lên á thì cái điểm đầu tiên mà con bully nó làm á là nó sẽ kẹp. Ừ. Nhưng mà nó sẽ kẹp không đau. Ừ. Cho nên là với lại cái người của nó cũng khá là cứng nữa. Ừ. Cho nên anh em cầm thì nương vừa vừa là ok rồi, không. Yeah. Cần phải quá nhẹ nhàng. À, đối với dòng kiến này thì cá nhân em đã tìm hiểu được cái thông tin nào hay ho? Ờ, nói chung là Hoàng giữ bí mật khá kỹ cho nên là em cũng mới biết cái dòng này. À, nãy cũng vừa mới hỏi. Cho bất ngờ luôn hả? Dạ. Rất là thú vị luôn. À, mình á, bạn mình thì cũng mới vô kiến mấy tháng nay thôi. Thì lúc đầu mình chưa có cơ hội vô chơi bộ môn kiến á, thì mình nghĩ chắc cũng không có nhiều. Nhưng mà ai ngờ vô chơi kiến bắt đầu anh em bên côn trùng bên kiến đâu á, mình mới thấy là rất là nhiều luôn. Mà anh em cũng rất là giỏi, nhiều kiến thức chia sẻ. Thì mình cũng được cho anh em thấy mình chơi kiến á, rồi biết mình cũng mới chơi chưa rành, cho nên anh em cũng nhắn tin chỉ dẫn mình rất là nhiều, chia sẻ cho nó. À, con này nó cần vậy nè anh em ơi, cứ khoảng 2-3 ngày anh cấp ẩm cho nó đi, nó thích ẩm lắm. À, rồi anh đừng có cho nó ăn dế, anh cho nó ăn dubia, nó ăn dế anh phải dọn xác.
dọn, còn anh Dubai nó ăn sạch luôn. Anh em chỉ mình rất là nhiều, rất là hay. Và anh em còn tặng mình một cái thùng quà nữa mà mình chưa khui nữa. Thì mình đợi để ngày mai đi mình về nhà rồi mình sẽ cũng y vậy, mình inbox coi như là tụi mình cùng inbox họp luôn ha, chứ mình cũng không khui mình. Giờ làm gì cũng phải làm chung chung, đông đông á làm mình chán quá. Chung là ngoài cái dòng kiến này em được tặng, hiện tại em cũng có hai tổ nữa, một là HV với lại dòng Poly. Thì cái này nếu như mà anh em nào chuyên kiến thì có thể chỉ mình nha, tại vì mình đang gặp khó khăn trong cái việc gọi là ổn định cái bầy HV. Thì nếu như mà anh em nào có kinh nghiệm thì có thể inbox mình để mà hướng dẫn mình cũng như là giúp mình gọi là vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, tại vì tụi HV nó đang bị stress. Đó, tại vì HV nó cũng là một cái dòng mà theo như được em chia sẻ thì là nó dễ bị stress hơn, vì nó nhìn thấy được cái màu, nhìn thấy được màu sắc, nhìn thấy được ánh sáng, cho nên là nó cũng dễ bị kích động bởi những cái yếu tố bên ngoài. Ok. Gì đó. Hello anh em nha, bây giờ mình sẽ quốc kỳ có chuyên nghiên cứu cái này về mặt lý thuyết. Đó, thì một con kiến bình thường á thì cái con mắt nó sẽ nhìn mọi thứ như thế nào? Đang nói con mắt con kiến bình thường nha. Thì đối với lại mắt của đa số các dòng côn trùng luôn nha, là đa số sẽ không phân biệt được màu. Nghĩa là nó chỉ nhìn theo kiểu là một cái võng mạc thôi, một cái dạng một cái kính á, một cái lớp thủy tinh, thì là nó thấy hình ảnh thôi, chứ còn màu sắc thì gần như là nó sẽ không thấy toàn bộ. Đó, còn ví dụ như có một số dòng, ví dụ như là con HV đi, HV thì là nó có cái mắt rất là to. Nếu như mà anh em có nghiên cứu qua thì cái đặc điểm cơ thể của HV nó khá giống một số dòng Bunen á. Thì cái con mắt của cái dòng Bunen và HV nó khá như tương đồng nhau, rất là to. Và nó có thể phân biệt được cả trăm màu. Cho nên là cái việc mà nó thấy được bản thân con người cũng như là những cái ánh sáng bên ngoài thì cũng rất là dễ. Có nghĩa là cái dòng HV đó là nó thấy rõ ràng mọi thứ luôn. Dạ đúng rồi, nó thấy còn, rõ còn hết cái luôn. Con nó thấy còn hơn mình nữa. Hơn mình nữa. Dạ đúng rồi. Có những màu mình không thấy nó vẫn thấy được. À. Cái độ phân giải nó cao hơn mình nữa. Dạ, đúng rồi. Còn cái này thì chắc là nó sẽ nhìn bình thường, nó nhìn mọi thứ nó là mờ trắng hả? Đen một màu thôi à. Kêu HT mới nhắn vô hello anh rồi hello quốc hội mới. Hello chiều ơi. Hello. Anh Nam gì hello quốc hội em. Ok chiều béo là chiều HT á hả à. Ok em đó. đúng rồi hello chiều nha. Này bị cắn cái thành anh men không ta? Có ta nhớ anh men là nhờ bộ đồ chứ không phải là nhờ cắn. Con nhện mới cắn đúng không? Đúng rồi, Spiderman mới bị cắn bữa anh cũng bị nó cắn rồi. Nhưng mà sao cảm giác của anh cắn nó không có khó chịu bằng con rết. Không phải con rết thì nó thôi, con rết nó đỉnh cao quá rồi, con rết tôi sợ nó tới già luôn rồi. Con kiến lửa mình cắn cảm giác nó nhỏ giật liền. Dạ. Còn này nó kẹp vô thấy nó cũng không có đến nỗi nào, con kiến lửa mình cắn mới bê. Cắn vô một cái là giật liền luôn á. Dạ đúng rồi. Mà kiến lửa cũng nguy hiểm, đang ngồi nhiều khi nó rớt cái bịch xuống cái mà mình chưa làm nó cắm cắn nữa. Đúng rồi, không ở nhà anh cỏ, nhiều khi anh đi phớt cọng cỏ thôi là nó cắn anh bấy bá rồi. Dạ đúng rồi. Ok em, bây giờ cái ổ này, quên nữa, theo như chia sẻ của anh em nuôi kiến á, thì cái ổ mới về chúng ta nên cho nó nghỉ ngơi khoảng ngày, 2 ngày sau hãy cho ăn nha anh em, 2 ngày đi. Dạ. Từ từ, chứ anh em mới đem về đừng có nôn nóng cho ăn nha, để cho nó, tại vì nó bị động á, nó dẫn tới lẫn lui á, thì về cho nó làm quen với tổ, làm quen với nhà mới đi, làm quen với môi trường mới, không khí mới, nhiệt độ mới, thì chắc nên cho nước đường uống cho hồi sức thôi. Dạ. Ha, xong rồi cho ăn sao. Dạ. Ok. Cái gì? Ra trà mua này ra. Sao anh em phái tôi bị cắn quá ta. Anh em phái tôi bị cá nóc cắn à. Rồi bị piranha cắn. Giờ anh em kêu tôi thử kiến cắn nữa. Thiệt tình luôn á. Vậy mà nói thương mình, vậy mà kêu thương mình. Vậy là ghét mình đó. Tìm con Queen trong bầy đi anh. Không, anh tìm không được rồi em ơi. Cái này là phải có ai có cái sự hiểu biết về cái dòng này và người ta có kinh nghiệm á, thì người ta sẽ chỉ cho mình cái điểm khác biệt. Còn bây giờ giống như anh nhìn vô là anh thấy như nhau hết, anh không phân biệt được. Có phải kiến xong xịt như bọt không ông là gì? Xịt như bọt. Con này cũng có xịt gì á. Dạ, nó xịt cái gì á mà anh em kêu là nó là cũng có săn mồi bằng cách đó. À, coi như là xịt hơi cay vậy hả? Nó xịt gì ta? Để Google coi.
Ồ, nó xịt axit nè, bạn Bu nói nè. Dạ đúng rồi. Con Queen nó có chỗ cục màu trắng kìa. Đâu? Tìm. Ở ngoài chắc không có rồi, trong đây. Thôi không thấy mọi người, không. Cũng hơi khó. Hơi khó, nhiều quá. Từ từ dòm. Đâu em Liên ơi, cái gì đó, cái cục màu trắng nó nằm ở vị trí nào em? Chỗ chân nó có một chấm trắng. Ê, một chân nó có một chấm trắng, nhìn. Có một chấm trắng. Em có cái đèn flash gì không? Nhìn cho nó thấy chứ. Đó. Bu kêu bài này không có Queen. Ê, có cục gì mới vô nó có trắng trắng nha. Không, chắc giấy anh. Giấy hả? Giấy à. Bài này không có Queen hả? Chắc vậy có quá. Có thể là có Gamer Gate thôi. Dạ à, đúng rồi. Nhưng mà em có test chỗ Gamer Gate gì đó. À, Bu này là Hoàng, là người tặng cho em đó. Wow. LV Hoàng đó. Phải không ta? Lê Việt. LV Hoàng, LV Hoàng. Đúng rồi, ok Hoàng. Giờ nãy giờ mới trời ơi, anh em nãy sorry, giờ. Sorry nha. Nãy giờ. Làm sao quần, sao quẹo. Chán quá. Ok này, Hoàng ơi. Hoàng đính chính rồi nha mọi người. Không có Queen, chỉ có Gamma Gate thôi. Nhưng mà Hoàng cũng cho một cái thông tin thú vị đắt giá. Đó là con Queen nó sẽ có cái chấm trắng ngay chân. À, nhưng không có. Ok Hoàng ơi, anh Quốc ơi. Thì sau khi nhận được cái một món quà của một người bạn ở tận ngoài Bắc luôn, người em, người bạn luôn, đang coi trực tiếp trên này luôn, thì sẵn em có đôi lời gì với bạn không? À, thì thực ra thì cũng rất là cảm ơn anh em, không chỉ là Hoàng mà còn là những anh em đã ủng hộ mình cũng với team Bad Mirror, thì cũng như là ủng hộ anh Nam trong cái một năm vừa qua, là mình cũng đã comeback trở lại thực hiện những cái project về YouTube ha. Thì cảm ơn Hoàng, sẵn đây cũng cảm ơn bạn Hoàng đã gọi là chia cho mình một cái bài kiến. Phải nói là mặc dù là một dòng kiến của Việt Nam thực sự rất là bình dân thôi dành cho newbie, nhưng mà đó là cả là một những cả một cái núi kiến thức cho mình đó. Mình cũng có thể có khả năng gọi là tìm hiểu, nghiên cứu cũng như là tìm tòi thêm những cái hành vi mới lạ. Tại vì thực sự mà nói kiến mà nói một hành vi cố định thì sẽ không có, bởi vì luôn luôn mỗi bài nó sẽ có những cái tập tính, những cái nếp sống khác nhau. Cho nên là đây là cũng là một cái trải nghiệm mà thật sự là Hoàng đã tạo điều kiện cho mình tiến tới sâu hơn trong cái bộ môn kiến này. Thì mình thật sự rất là cảm ơn Hoàng cũng như là cảm ơn anh em trong câu lạc bộ kiến ha. Chia sẻ đam mê á. Dạ, chia sẻ đam mê luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ok mọi người, thì đó là những cái điều mà anh em mình có thể gửi đến mọi người, chia sẻ đến mọi người. Thì đó là những cái đam mê của tụi mình thôi. Thì tụi mình đam mê tìm hiểu về cái đời sống của các loài động vật, cái tập tính sống, cái cách vận hành của nó. Tại vì mình tụi mình á là định vị con người cũng chỉ là một nhân tố trong cái trái đất này thôi, một thành viên trong trái đất này, cũng như là cái cây cỏ con này con kia thôi. Mình con người cũng là vậy thôi đó, cho nên là tụi mình rất là thích tìm hiểu một cái cộng đồng sống trên trái đất này, tập hiểu tập tính sống rồi tất cả mọi thứ. Thì chia sẻ cái đam mê này đến với mọi người ha, mong là có thể giúp cho mọi người cũng có thêm một cái động lực nào đó, cái vui vẻ nào đó, kích thích nào đó. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ.